Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 2, khu nhà tập thể số 35, phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến một người đàn ông tử vong. Sự việc xảy ra vào đêm qua, ngọn lửa bùng lên từ tầng 2, khu nhà tập thể số 35, phố Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Thanh Xuân tiếp cận hiện trường, đưa người dân phía trong ra ngoài. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, vụ cháy được khống chế. Người đàn ông tử vong sau vụ cháy, sống một mình trong căn hộ ở tầng 2. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cửa căn nhà này bị khóa. Hiện cơ quan pháp y đang ghi nhận hiện trường và khám nghiệm tử thi.